Hello, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Trình Phát. Và hôm nay tôi xin giới thiệu cho các bạn một cái mô hình basketball vô cùng hữu ích, vô cùng thú vị. Xin các bạn hãy xem video sau. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Trịnh Phát. Và hôm nay chúng ta đến với nhau với chủ đề là cái mô hình basketball. Tôi tạm dịch đó là cái mô hình cái nảy chết của con mèo. Các bạn, nó nảy cuối cùng hết là để mà chết. Trước hết thì chúng ta đi vào phần lý thuyết. Thì cái mô hình basketball là cái mô hình tiếp diễn xu hướng, các bạn ha, tiếp diễn xu hướng trước đó. Thì nó xảy ra do một cái sự kiện đột ngột nha các bạn. Có một cái sự kiện đột ngột đó các bạn. Sự kiện đột ngột, sự kiện lớn. Đó là những cái sự kiện liên quan đến tin tức, chẳng hạn như là báo cáo thu nhập doanh nghiệp nè, hoặc là sát nhập, tiếp quản, hợp tác, từ chức, bắt giam. Nói chung là những cái những cái tin tức mà tác động rất lớn đến với doanh nghiệp đó, gây ra khủng hoảng hoặc là cơ hội lớn nha các bạn. Các cái cơ quan chức năng thanh kiểm tra các công ty đó cũng gây ra cho chúng ta thấy những cái đột ngột tăng giảm mã cổ phiếu đó hoặc là thị trường các bạn. Như vậy thì chúng ta thấy là những cái tin tức mà gây ảnh hưởng lớn nó xảy ra trong cái mẫu hình basketball này các bạn ha. Thì cái phần mà tin tức đó thì nó được ẩn chứa vô cái hiện tượng gì? Thì các bạn thấy rằng là từ cái mô hình giá giao dịch thông thường thì giá thường giảm hoặc tăng ít nhất 15%. Ha các bạn, 15% trong cái xuất hiện cái tin tức đó. Hoặc hơn 15% cũng được các bạn ha. Thì để có một cái mức độ nghiêm trọng và phản ứng của sự kiện. Đó là cái mức độ nghiêm trọng của sự kiện đó. Thí dụ như ta cái một cái tin tốt thì nó sẽ sẵn sàng mở cửa tăng ra 10-15%, không các bạn, hoặc là khi mà tin xấu thì chúng ta tăng một lúc 15%. Thì cái điều kiện để xuất hiện thì chúng ta thấy rằng là khi các cái nhà giao dịch tiến hành mua bán theo hướng ngược lại của sự kiện các bạn ha, và dẫn đến giá tăng hoặc giảm khoảng một nửa của sự thay đổi giá trên sự kiện đó, trên với một góc độ nhàn nhã, không? Nghĩa là chúng ta thấy rằng là khi mà nó tăng hoặc giảm thì chúng ta thấy rằng là mạnh như vậy, không? Thì chúng ta thấy có một cái lực mua bán ngược lại với cái sự tăng giảm mà xảy ra những cái tin tức như vậy, 50%, không? Với cái mức mà từ từ hết các bạn, không phải từ từ nha, chứ không phải là làm cái rẹt cái là lên lại liền. Các bạn ha, thí dụ như đang giảm thì nó làm có rẹt lên lại liền 50%, không phải, mà nó lên rất từ từ. Tương tự như vậy cho cái 50% giá tăng thì nó cũng giảm rất từ từ các bạn ha. Thì cái mô hình này nè, điều đó làm trở thành cái mô hình basketball các bạn ha. Như vậy thì đó là cái mô hình basketball. Một khi tin đã được giải quyết thì giá sẽ đảo ngược và sự quay trở lại theo hướng ban đầu của sự kiện. Có nghĩa là khi mà cái sự việc đó đã được giải quyết thì giá nó sẽ quay trở về cái giá ban đầu và đang cái hướng đường giá ban đầu. Mô hình này có cái sự điều chỉnh chu kỳ tăng và giảm. Mô hình này cũng có tỷ lệ thất bại cao vì một số khoảng trống này không bao giờ được thực hiện lại hoặc thực hiện trong thời gian rất dài. Thì tôi đi cái này nó hơi khó hiểu là các bạn như thế này. Thí dụ như giá giảm, các bạn thấy vậy nè, giá nó đang giảm đúng không ạ?
đang giảm xuống. Đó. Thì ở đây bắt đầu nó có một cái tin, các bạn, xuất hiện một cái tin xấu, và các bạn thấy không, nó mất 15% ở đây, các bạn, 15% ở đây, 15% là ít nhất nha các bạn, trong cái mẫu hình này ha. Thì các bạn biết rồi, khi mà làm có một cái khoảng trống ở đây, có nghĩa là đóng cửa, cái kỳ đóng cửa và cái kỳ mở cửa kế tiếp nó bị mất một cái đoạn giá, mất hết 15%. Ở đây nó có một cái breaking news. Không, ở đây có một cái breaking news xuất hiện xấu, và cái sự đánh giá đó nhà đầu tư bị bán tháo. Và các bạn thấy là giá nó đang đi xuống, tiếp tục đi xuống. Và khi tới đây người ta đánh giá lại, nhà đầu tư đánh giá lại, và cái lực mua nó tăng lên các bạn, dẫn đến giá tăng lên. Thì cái giá tăng lên này bằng 50% cái khoảng trống này các bạn nha, bằng 50% cái khoảng trống này. Thì chúng ta thấy đó là cái mô hình dead cat bounce, và giá nó tiếp tục giảm xuống các bạn, 50% ha. Đó, thì đây là cái mô hình dead cat bounce các bạn. Đây là giá tốt, đây là năm có một cái tin tốt, breaking news tốt, và giá tăng lên. Sau đó các bạn thấy nó có một cái đánh giá lại, và thị trường nó quay trở lại, thì bạn thấy không, rất từ từ, rất nhiều nến sau ha, rất nhiều nến sau, thì nó quay trở lại 50% của cái gap này, và nó tăng lên lại ha. đi tiếp tục theo cái hướng trước khi tạo cái gap đó. Đó là cái mô hình dead cat bounce ha. Thì trong cái phần lý thuyết này nó sẽ khó hiểu, nhưng mà chúng ta sẽ giải thích như vậy là các bạn sẽ hiểu. Thì để chúng ta trade thì chúng ta có như thế này, có thể dễ dàng kinh doanh theo cái mô hình một khi dead cat bounce xảy ra, chứ không phải là theo đuổi sự kiện là giá biến động, không các bạn. Và không có theo đuổi những cái sự kiện để giá đó, mà chúng ta theo đuổi cái mô hình các bạn, theo đuổi cái mô hình ha, những cái biến động giờ của trong cái mô hình thôi, không có theo đuổi những cái sự kiện tin tức. Các cái tăng giảm, các tăng giảm giá đó sau đó khi tạo khoảng trống các bạn, thì ít nhất là 15% giá trị ha. Chúng ta phải có cái khoảng trống giá là ít nhất là phải 15% giá trị. Hầu hết các cái cú nảy lên thì khoảng là 50 hoặc đến 62%. Cú nảy trở lại, cú hồi lại thì chúng ta thấy cái hồi, khi mà nó hồi lên hoặc là nó hồi lên hoặc nó hồi xuống thì các bạn thấy là nó phải đạt là 50% hoặc 62% so với cái sự kiện các bạn ha. Thì các bạn thấy rằng là khi nó hồi lên là ít nhất là 50% hoặc 62%, còn có thì chúng ta thấy là khi mà nó điều chỉnh về 50% của cái gap này hoặc là 62%. Thì đối với cái sự giảm giá thì của sự kiện, nghĩa là sự kiện đó nó gây cho chúng ta giảm giá, thì chúng ta sẽ bán khoảng cách hồi phục từ 50 cho tới 62%, đặt bán dưới cây nến thấp nhất liền trước đó nha các bạn. Bạn nhớ là đặt bán dưới cây nến thấp nhất liền trước đó, khi mà nó đạt tới 50% hoặc 62% thì chúng ta sẽ đặt bán short sell hoặc là chúng ta, nếu chúng ta còn cái cổ phiếu đó chúng ta không phản ứng kịp thì chúng ta đặt bán đi trong cái phiên đó, là khoảng cái nến mà nó đã đạt được 50% hoặc 62% thì chúng ta đặt bán cái thấp nhất ở cái nến tạo ra cái phần trăm như vậy. Hoặc là chúng ta đối với sự tăng giá, cái sự kiện làm cho giá nó tăng lên, tạo khoảng trống tăng, thì chúng ta hãy mua vào với khoảng cách điều chỉnh từ 50 tới 62%, đặt mua thì cái nến cao nhất liền trước đó, đúng không các bạn. Thì chúng ta tí nữa chúng ta sẽ có cái một cái ví dụ các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Chúng ta đặt mua cây nến cao nhất liền trước đó, đúng không các bạn, với cây nến tạo lên 50% hoặc là 62%. Chúng ta đặt stop loss ở đâu?
không, đặt cái lệnh dừng lỗ ở đâu thì chúng ta phải đặt cái lệnh đối với cái lệnh mua, không các bạn, hoặc là cái lệnh mua thì chúng ta đặt điểm dừng lỗ cao hơn cái khoảng trống trong ngày, lỗ cao nhất, cao nhất của cái cây nến mà tạo ra khoảng trống trong cái ngày mà tạo ra cái khoảng trống đó. Hoặc là đối với lệnh bán thì chúng ta dừng lỗ thấp hơn cái khoảng trống của cái ngày xảy ra sự kiện, không? Thì cái target của ta ở đâu, là mục tiêu thì là được khi bạn vào lệnh cái đó thì các bạn bằng với khoảng cách 100% của khoảng trống đó, không bạn? Đây là desk bound ha bạn ha, mình đã làm việc rồi. Thì bây giờ trading nè, tôi sẽ giải thích cho các bạn sẽ hiểu. Bây giờ là ở đây là cái mã cổ phiếu Yahoo ha, các cổ phiếu Yahoo thì các bạn thấy là ở đây là tháng cuối tháng 7 ha, cuối tháng 7 năm 2006 các bạn ha, thì ở đây như là báo cáo về doanh thu các bạn, doanh thu lợi nhuận, doanh thu của cuối tháng 7 thì ở ngay chỗ này các bạn, thì nó là một cái báo cáo xấu các bạn, thì nó đang ở trên 31 đô các bạn ha, mà nó đã giảm một leo, nó giảm ra rất là mạnh rồi, dưới 27 đô dưới 27 đô thì chúng ta thấy ở đây có chúng ta có giảm một lúc 4 đô, giảm một lúc 4 đô giảm một leo một lúc 4 đô thì chúng ta thấy là nó giảm, mà khi nó hồi phục lên các bạn thấy nó nhiều phiên hồi phục không, hồi phục lên, và chúng ta thấy cái điểm C này, không các bạn, điểm C này nó tạo ra ngay chỗ 50% không, 61.8 nè các bạn, không, đây là cái khoảng cách khoảng trống, thì 61.8 ở đây là khoảng gần 62, không các bạn, 50% các bạn thấy không, 50%. Thì bây giờ chúng ta đặt bán ở đâu, là chúng ta đặt bán ở điểm D, không, đặt bán điểm D là cái thấp nhất các bạn ha, thấp nhất của cái điểm C này các bạn, điểm C này thấp nhất, thấp nhất khi mà nó tạo ra điểm C này thì chúng ta thấy cái điểm cây nến thấp nhất của nó nằm ở đây, chúng ta giống ở đây và chúng ta có thể bán bất cứ ở đâu, chỗ nào mà ở đây các bạn ha, chúng ta sell, short sell, short sell, và chúng ta đặt lỗ ở đâu, đặt lỗ ở đây, stop loss ở đây, stop loss, stop ở đây các bạn ha, chúng ta đặt điểm stop loss ở đây và chúng ta sell ở đây, được chưa, sell bất kể chỗ nào ha. Thì chúng ta target của chúng ta ở đâu các bạn, thì chúng ta đang đặt ở đây là sell, thì target của chúng ta cộng thêm 4 đô là điểm E là 24 đô. Target của chúng ta ở đây. Target của chúng ta lấy cái đoạn này nè, bằng với cái đoạn này luôn. Được không ạ? Đó, đây là target. Chúng ta lấy cái đoạn này bằng đúng cái đoạn này. Đó là cái desk bound mà cho cái sự giảm giá. Đối với tăng giá thì sao các bạn? Cái này là mã cổ phiếu Infonet, không các bạn? Infonet nó xảy ra hồi tháng 7 năm gần cuối tháng 7 năm 2004 các bạn. Thì cái này là như biểu tình gì đó, không? Thì chúng ta thấy là đây là nó giải quyết được và nó tạo ra một cái sự tăng giá khoảng trống ở đây. Thì khi mà chúng ta thấy nó dòng về, các bạn thấy nó dòng về, nó tạo ra điểm C các bạn, C điểm thấp nhất. Như vậy thì khi mà tạo ra điểm C thấp nhất thì chúng ta phải đặt mua ở đây các bạn, cao hơn cái điểm cao nhất, cao hơn của điểm này, thì chúng ta đặt mua ở đây, cái mức giá này là chúng ta đặt mua, không, cắt lốt, không, điểm cắt lốt ở đây, đóng trạng thái ở đây, được không ạ? Cắt slot ở đây. Và chúng ta đặt target ở đâu các bạn? Bằng đúng cái khoảng trống này.
Đúng không? Target của chúng ta đây. Nếu chúng ta đặt mua ở đây thì target chúng ta lên đây là điểm D. Rồi. Các bạn thấy đó là cái mẫu hình, thấy không? Cách trading trên cái mẫu hình của Descartes Bell là cái cú nhảy để chết đó các bạn. Thấy không? Cú nhảy cuối cùng của con mèo. Cái mô hình như vậy. Thì rất mong các bạn nắm vững cái mô hình này. Cái quan trọng là chúng ta phải có cái khoảng trống nha các bạn. Cái khoảng trống này. Không? Cái khoảng trống này là khoảng 15% giá trị bị mất hoặc là được. Không các bạn? 15%. Nếu chúng ta không có khoảng trống này thì chúng ta thấy đây là một cái, không phải là cái mô hình Descartes Bell. Thì cái mô hình này khá là nổi tiếng, nếu các bạn còn sinh hoạt trên cách đây khoảng gần chục năm ở trên Vietstock, thì cái mô hình này rất nhiều người sử dụng, nhưng do cái không có sử dụng theo đúng cái mô hình cho nên cái phần lớn thì chúng ta thấy rằng là nó sai. Ít nhất chúng ta phải có một cái tin tức khủng hoảng ở đây, khủng hoảng độ lớn của tin tức rất lớn để tạo ra một cái khoảng trống rất rất mạnh, rất xa như thế này, 15% giá trị. Thì các bạn tưởng tượng như vậy. Thì với một cái tên thì các bạn bạn thấy rất nhiều người đã sử dụng phân tích kỹ thuật không đúng những cái mẫu hình, cho nên những cái phần mà target đặt ra nó bị sai và nó không có hiệu quả. Rất mong cái bài video này sẽ giúp ích cho các bạn hiểu được cái mô hình Descartes Bell này, và mong rằng các bạn hãy sử dụng đúng để cho phân tích kỹ thuật nó có cái sự hiệu quả. Rất mong sự ủng hộ của quý vị và các bạn cho cái kênh Chính Phát bằng cách like, share và giới thiệu hoặc là cho các bạn bè khác để biết cái kênh này, hoặc là các bạn hãy đăng ký subscribe cái kênh để chúng ta thấy rằng là có thể comment phía dưới yêu cầu những cái gì mà bạn thắc mắc. Tôi sẽ cố gắng giải đáp. Xin cảm ơn quý vị đã bỏ chút thời gian xem cái video này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video sau hữu ích hơn. Xin chào. Xin chào các bạn. Rất mong quý vị và các bạn hãy ủng hộ cho cái kênh Chính Phát bằng cách like, share và subscribe cái kênh. Và các bạn có thể đặt comment những cái lời yêu cầu và những cái câu hỏi phía dưới những cái video này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Hẹn quý vị và các bạn vào những video sau.